Integrated Development Environment, IDE, IDE.
Chúng chỉ ai để ý để dân ở ban lịch đón và cứ miền code block, miền Visual Studio Code, miền Deal C++, miền Turbo C++, miền Eclipse hay những miền này, ai để ý xem xem thiệt, xem xem thiệt. Chúng ở bên sân này tao sẽ prao bên đó này, ai prao ở Turbo C++ của ban, prao Deal C++ của ban, và rồi có prao Eclipse ấy của ban, code block ấy chúng các bạn này bạn. Mac OS này, ai prao Visual Studio Code, ai prao code block Eclipse ấy chúng tới nè. บ่านี่คือชื่อ IDE ដែលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការយកវាទៅប្រើប្រាស់បាទទៅប្រើប្រាស់អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់អាចទៅចូលទៅ Google ហើយទៅឲ្យ download ពួក IDE ដែលអ្នកចង់ប្រើប្រាស់មកណាអាចប្រើនេះ ចឹងទីមួយគឺខ្ញុំត្រូវចូលបើកកម្មវិធី new ហ្នឹងមកហើយខ្ញុំត្រូវចូល file បាទហើយខ្ញុំបង្កើត file មួយមក new soft បាទ soft file បាទ soft file ហើយនេះខ្ញុំចាប់ដើមទៅ save ភាសា C++ basic ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទីមួយទៅនៅខាង header file បាទ header file គឺ include include
include include IO stream ba IO stream symbol okay include IO stream but automatic you can using namespace std ba automatic គឺ in main ba in main Email này cứ chuẩn bị chấp đăng cam thì bà thầy mục đích cứ return cái return zero mấy cứ mình tha đó chung mình chọn cái cam thì vậy còn thầy mục đích cứ system system bà system clear bà cái không simple cái bà system clear này mình tuần tí cái cứ mình tuần tí clear screen chắc chắc chào bà và tổng mục đích cứ chung một tha sit out bà sit out đấy cứ chỉ object mới đại mình tuần tí iPod này iPod à data này không ngồi single port và port này tới căn console screen đúng một cái iPod screen trong một thời chúng ta sẽ xây ở bị mới welcome ở NIT và new information technology ok chúng ta đi cứ nhóm miền bị mới chúng ta ấn online online này mình đây ta ở trong phần tốt đấy smart là ấn thôi chứ bà hay nhôm đã si áo tiền mất mà si áo bên đây hai nhôm và hai nhân viên từ căn console screen dương tiền bà si áo rồi welcome C++ programming bà C++ programming ok nó bên này là save phần đấy rồi nhôm gì cho đam save với nè save phần hay nhôm cho đam save với cứ vô file bà save mất ở viên ở trên cái này ở dân tốc viết bà trước dân tốc viết nào thôi tốc viết trong desktop ở folder mũi chúng ta C++ demo hay nhóm đã file viết chúng ta hai cái rồi hello và hello trực tiếp nhóm save viết còn đó à nó nhóm ban save file lên tốc rồi và tôi mới nhận ra trong ran viết này trong execute viết thôi mà nhỉ chắc người tin mũi cứ miền này bật tông này anh ấy cứ ở bật tông cái compile và anh ấy cứ run và chứ compile mình đây ta ở viên là compile code trước và code viết success viết prap ha success và xin chị error vì nó gặp thể error này ok anh ấy mới tha throw error throw warning chứng admin error thì nó phải đọc admin error này thằng này ai ở ram gì bán và chuyện này tới vì nó ram này tới chưa resolve hay dưỡng cứ cái hai tháng trên nơi output screen được cái hai tháng console screen nick cứ chia bị bây giờ nhóm ba này sẽ được nó code cứ ở welcome NIT new information technology welcome C++ programming person chỉ biết error mỗi một đó nhóm click xem cái lâm rồi cái click sẽ xin tạo được call và bà con này nó phải để dừng ran tới vì nó ập sắc xe tên này vì nó chơi nhảy ở mình sẽ cái dưỡng cư ở prap mình sẽ phải dưỡng này nè chứ ngày ở cả lần này dân compiler đấy là về dân compiler tức là về đề miên này error cả lắng cư vì nó phải hai nhà dưỡng này chứ như từ đọc sai vì hai sớt bạn bên dân ai ran với bán đấy bạn dân ai ran với bán ở từ chị ọc chị cột bàn chứ nhưng xe với đó dân ran gì bạn dân ran gì ok anh cứ lại cái này ở không ca chập đam thì xe vì sao C++ ở đồng bốn rồi bạn ở mục đích cứ bật tông thì bây nước kia mình đặt than ram compile hết ram đầy mà đón đấy chương trình đang đầy mà đón máu bởi sân chỉ mình error bị prop error bởi admin error tới việc bằng ram ở giờ nó chương trình chia ra automatically máu đấy bạn ok những chuyện đang các bạn đấy ok nó cứ đi ra bao giờ đấy ok chương ấy nên thế mà mơ bên mắt code một lần than cứ phải nhớ cứ mình đặt phần năng tế ở lấy những anh này vô làm việc phần năng dẫn thì mới từ include header file anh cái header file thì tiếp cứ từ nó khởi là using namespace hay std máu và hai thì bấy nó khởi là main function sẽ in hay main bật bật vùng của chỗ bật vào băng bật vào băng mà và hay sẽ system clear này sao mùi mà hay một tổ bật tiết ở si out này cứ ra sở rạp output này à bị bệnh đến khẳng nông này trên tới cánh console screen đưa cái hai tại output screen hay là này cứ ấn này cứ mà bị tại ấn line bà cứ break line nhé bà break line ấy có đôi khi đấy bà chứ bây giờ sẽ pi vừa tốt vì trên pi vừa tốt sẽ bay vừa tốt trên bay vừa tốt đấy bà dân sẽ trên nhân chính sẽ được khẳng nông này hay cái này cứ return zero bạn ấy thay đo ở chung một trọng thì cam bị thì ok nó không bị đổi nếu như mà bằng hai thì cái này nhưng bằng hai thì cái này đồng ý cứ bằng phần năng sản bạn ở dân chụp hết cái video cả ok ok